Dự án khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 2 được Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch theo quyết định số 565/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. Quy mô thực hiện dự án là 64 ha nằm trên địa bàn các phường Đồng Tiến, Hồng Tiến và Tiên Phong thành phố Phổ Yên triển khai thực hiện dự án, đến nay thành phố Phổ Yên đã tiến hành giải phóng mặt bằng và bàn giao được trên 62 ha cho đơn vị chủ đầu tư, trong đó có gần 14 ha mặt bằng sạch. Số ít diện tích còn lại đang được ngành chuyên môn của thành phố và các địa phương liên quan khẩn trương giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư trong thời gian sớm nhất. Đảng ủy ban phường đã tích cực thành lập tổ công tác đến vận động các gia đình để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thì trên cơ sở đã tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân và cũng được nhân dân là đồng thuận bàn giao mặt bằng do vậy đến thời điểm này thì cơ bản đã hoàn thiện được khoảng 98% mặt bằng chúng tôi thành lập các cái tổ công tác trong đó có đảng chính quyền và mặt trận tổ quốc toàn thể đến vận động và giải thích phân tích cho nhân dân hiểu rõ cái chủ trương đường lối của đảng và những cái lợi đối với các cái thực hiện các cái dự án ở cụm công nghiệp để bà con hiểu từ đó một số nhân dân đã chấp hành rất tốt người ta hợp tác và tiếp tục đăng ký để đến nay thì cơ bản là đã hoàn thành đến trên 90% các hộ là kê khai kiểm đếm Trước tình hình trên, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư tháo gỡ những khó khăn vướng mắc theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố cùng với phối hợp với phòng chuyên môn của sở công thương để trực tiếp về làm việc với thành phố và chủ đầu tư các cụm nghiệp để tháo gỡ từng bước ví dụ như là công tác để bù giải phóng mặt bằng thì phối hợp với trung tâm phát triển miền đất nhà công tác về điện nước và các hạ tầng khác thì có các phòng chuyên môn của thành phố cùng trực tiếp với nhà đầu tư để tháo gỡ cái khó khăn bước này hiện tại thì chúng tôi đang rất là tích cực phối hợp với các chủ đầu tư để thực hiện cái nội dung tháo gỡ cho các chủ đầu tư các cụ công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đối với nội dung ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho thuê đất để làm căn cứ ký hợp đồng cho thuê đất đối với chủ đầu tư, đồng thời sẽ trả lời chủ đầu tư bằng văn bản trước ngày 30 tháng 4 năm 2023. Khẩn trương thực hiện việc di chuyển đường điện 35kV theo quy định. Bên cạnh việc tiếp thu các kiến nghị, ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư nghiêm chỉnh chấp hành các quyết định thông báo yêu cầu của thanh tra sở xây dựng về việc tháo rỡ các công trình vi phạm đối với kiến nghị xin tạm thời giữ lại các công trình đã xây dựng để sử dụng như công trình tạm phục vụ quá trình triển khai dự án ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị chủ đầu tư làm việc cụ thể với thanh tra sở xây dựng để cho ý kiến